Và tiếp theo chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tên mang số 4, Nguyễn Hoàng Phượng Vĩ, pháp danh Vạn Đại, với ca khúc Lạy Phật Con Trở Về, một sáng tác của Phạm Mạnh Cương. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Bài hát chuẩn bị ngọn đuốc tâm minh. Cảm ơn tiếng hát rất là tuyệt vời của Nguyễn Hoàng Phượng Vĩ, pháp danh Vạn Đại, số báo danh 04, qua ca khúc Lạy Phật Con Trở Về. Xin ý kiến của tất cả quý vị giám khảo. Xin Phượng Vĩ.
rất là chuyên nghiệp. Nếu mình nói là ca sĩ là ca là không ai chơi được, nhưng mà ở trong đạo Phật của mình á, cái mà cái sự thành kính nó thể hiện ở trong cái chữ điệu từ tim, chính cái chỗ đó là cái chỗ tâm sám hối. Nhưng cái đó không có đòi hỏi như đó, cái kỹ thuật của em là có thể đưa em như là trên đỉnh cao của nghệ thuật gia đình. Chúc mừng em. Và số điểm của giám khảo Đức Quảng là 9 điểm. Rồi, anh cho điểm sau khi anh có vài lời chút xíu về cái bài này. Cái câu đầu tiên em vô á, lại phần con xin sám hối, lúc đầu vô nó yếu quá, đúng không? Rồi á, em không có những cái điểm nhấn của cái bài này. Cái người nghe, người ta nghe đều đều. Anh nói để em khi nào em hát lại cái bài này em sẽ thay đổi. Ví dụ như cái đoạn cuối, em người ta đang đều đều như vậy thì em phải chuyển lại một cái khác để người ta lắng sâu hơn. Lạy Phật con xin sám hối, con đã thâm nhuận ân đức. Thì có thể là em xử lý với bên nhạc, em nói bên nhạc sau đó thì để cho em có những cái điểm nhấn của cái bài hát. Chứ em không thể nào em đi đều đều từ đầu đến cuối như vậy thì mất hay đi. Dù sao thì cái giọng hát của em anh Phục là nhận xét là rất là tốt. Xin cảm ơn nhận xét của anh Ngọc Hải. Và anh Ngọc Hải với số điểm 8 điểm rưỡi. Còn cái phòng của tôi thế này, mỗi việc cái bài này là do tôi hướng dẫn cho thí sinh này, và em đã hát đúng với cái yêu cầu của tôi, cho nên tôi cho điểm cao nhất của tôi là 9 điểm rưỡi. Một số điểm rất là cao phải không quý vị ạ?